Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Đông Tây Lan. Kính thưa quý anh chị, sau sự thành công của hàng loạt dự án như là Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premium hay mới đây nhất là dự án Phú Đông Sky Garden, thì chủ đầu tư Phú Đông Group đã tiếp tục cho ra mắt dự án Phú Đông Sky One tọa lạc tại mặt tiền DT743C, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và đây là dự án đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý khách hàng bởi có mức giá bán cực kỳ tốt, chỉ từ 32 triệu trên 1m2. Vậy dự án này có gì đặc biệt? Hãy cùng Minh Nga đi tìm hiểu ngay sau đây. Được thành lập năm 1980, với hơn 40 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển trong ngành, Phú Đông Group đã mang đến hàng ngàn căn hộ vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ. Hầu hết các dự án mà Phú Đông Group triển khai đều có pháp lý minh bạch, vị trí liền kề thành phố Hồ Chí Minh, thuộc khu vực cư dân đông đúc, đầy đủ tiện ích, thuận tiện di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hay các khu vực lân cận. Và Phú Đông Sky One cũng không ngoại lệ khi tọa lạc tại mặt tiền DT743C, xung quanh đây là khu dân cư hiện hữu. Trong bán kính 5 phút di chuyển từ dự án, cư dân có thể kết nối với đa tầng tiện ích phục vụ nhu cầu như Vincom Dĩ An, chợ Dĩ An, trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, trường trung học phổ thông Dĩ An, bệnh viện đa khoa Tâm 2, làng đại học, bến xe miền Đông mới. Đặc biệt, dự án cũng nằm gần các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Sóng Thần 1, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu công nghiệp V-Ship 1, khu công nghệ cao, khu công nghệ Linh Trung 2 nên rất phù hợp với khách hàng là kỹ sư, công nhân tại đây. Hay nếu để đầu tư, cho thuê thì đây cũng là một sản phẩm lý tưởng khi mà các căn hộ có giá bán dưới 1,5 tỷ đồng, có thiết kế và bàn giao giống như căn hộ Phú Đông Sky One dường như đã vắng bóng trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh và cũng rất khó tìm được tại các thành phố lớn như là Dĩ An hay Thuận An. Do đó, dự án hoàn toàn có cơ sở tăng giá trong tương lai. Đặc biệt, mặt bằng giá căn hộ tại đây còn thấp, dao động từ 30 cho tới 45 triệu một mét vuông. Trong khi đó, giá căn hộ cho thuê phổ biến từ 8 tới 12 triệu đồng một tháng. Nhu cầu thuê lớn nên tỷ suất sinh lời sẽ rất cao và ổn định. Từ dự án cũng dễ dàng kết nối tới các tuyến đường huyết mạch như là Mỹ Phước, Tân Vạn, quốc lộ 1K, quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến metro số 1 hay số 3 kéo dài, thuận tiện di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Dự án có quy mô 5.615m2, bao gồm 2 tòa block căn hộ, cao 31 tầng, cung cấp ra thị trường 780 căn hộ với các loại căn như là Pet Studio, 1 phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ cộng, với diện tích dao động từ 43 cho tới 75m2, pháp lý sở hữu lâu dài. Được đầu tư bài bản, đẳng cấp nhất khu vực với hơn 30 hạng mục tiện ích, giải trí, chăm sóc sức khỏe dành cho cư dân như khu mua sắm, ẩm thực, bar, khu vực BBQ, khu tắm trán, bồn tắm jacuzzi, hồ bơi nước ấm, khu vui chơi gia đình, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng. Nổi bật là nhà trẻ ngay trong dự án cùng an ninh 24/7, cộng đồng cư dân văn minh, môi trường sống hiện đại, an toàn và lành mạnh. Các căn hộ tại dự án Phú Đông Sky One sẽ được bàn giao nội thất liền tường, cửa chính là cửa thép chống cháy, khóa bảo mật bằng vân tay, hệ thống sàn, thiết bị bếp bao gồm tủ bếp trên và tủ bếp dưới, chậu rửa, bếp điện, máy hút mùi đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hubler, Kohler, Seca, Evan. Bàn giao cao cấp như vậy, nhưng các căn hộ tại Phú Đông Sky One có giá bán chỉ từ 32 triệu một mét vuông. Đây là mức giá cực kỳ tốt trong bối cảnh nguồn cung căn hộ ngày càng khan hiếm. Để biết thêm thông tin chi tiết về layout, mặt bằng căn hộ hay tham quan căn hộ mẫu thực tế thì quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ vào hotline bên dưới để được hỗ trợ. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những chính sách, giá bán hay những ưu đãi hấp dẫn nhất từ chủ đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại!